Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay thì Tiền với lại bác Năm với ba sẽ làm món bánh sầu riêng nha. Thì hôm nay thì theo công thức mới Tiền với lại ba với lại bác Năm làm cả nhà. Thì được cô Phượng có đặt bánh Tiền để mà tặng cho bà con nha. Thì hôm nay là cô đặt 100 cái bánh nha cả nhà ơi. Đây, ở đây thì mình có phần nhân nha, dừa với lại đường thì bác Năm cũng đã căng liều lượng rồi để vô trong cái chảo xào. Cái nói chung là cái này thì cũng rất là dễ luôn á cả nhà. Tại vì ai muốn ăn ngọt lạc gì đó thì tùy theo mình. Có thêm đậu phộng bỏ vào nữa nha. Ở đây thì Tiền sử dụng là bột qua ngọc lan này, là bột mì đa dụng á cả nhà. Có thêm phần trứng với lại đường. Giờ thì Tiền sẽ làm cái phần da nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 5 cái trứng nè. Đây, giờ Tiền sẽ đập ra 5 cái trứng nha. 5 cái trứng là mình sẽ sử dụng là 250g đường. 150g. Trứng nhưng mà mình lựa trứng cho nó hơi to nha cả nhà. Trứng nhỏ thì cả nhà 6 trứng, còn trứng bự thì 5 trứng. Hôm nay thì cô đặt bánh để cho Tiền với lại Hiếm Ba bắt Năm có công việc để làm cả nhà ơi. Rồi đây là phần 5 trứng nè. Bây giờ thì mình sẽ cho phần đường vô. Đây là 250g đường. Hiếm Ba thì cũng đã căng liều lượng rồi. Mình sẽ bỏ qua bên cái trứng này nha. Rồi Hiếm Ba sẽ đánh đều bột lên. Mình dặn vô đây xí muối. Rồi. Được không ba? Điện kìa bật chưa? Đó. Mình đánh cho nó hạt vào nhuyễn nha, cho nó tan đường luôn, cho nó mịn luôn. Cái phần nhân á, bên đây á, thì một hồi thì cho nó khô nước lại đó nhà. Thường cái nhà muốn nó thấm thì mình dừa về đó mình sẽ ướp cái phần đường, ướp phần đường để cho nó thấm với cái dừa rồi mình đem lên chảo mình sên cho nó khô. Khi mà đường nó tan ra thì mình sên cho nó khô lại rồi cho đậu phộng vào nha. Sạch lại ha bác Năm. Này mình cho đậu phộng vô chưa? Chút đi. Chút nữa cho nó khô lên chút nữa nha. Dạ. Cái món này thì nó cũng rất là đơn giản luôn, nhưng mà đặc biệt hôm nay thì Tiền sẽ đổi cái cách hấp nha. Thường thì mình sẽ hấp bằng cái lò nướng bằng điện ở cả nhà, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng hai cái ơ đó mà mình hấp trên cái ơ cái nhà, coi nó cái bánh nó ngon hơn là hấp điện hay không nha. Nhưng mà Tiền nghĩ chắc là hấp ơ nó sẽ ngon hơn. Tại vì hồi nào tới giờ thì cái truyền thống ở miền Tây mình là hấp bánh toàn là những cái ơ á, nó sẽ thơm hơn là mình hấp điện. Ơ thì mình sử dụng than. Cho nó tan hết đường luôn hả ba? Ừ. Vậy nó xốp bánh. Dạ. Với lại cái bánh của mình nó không có còn cái hột đường li ti ở trong cái phần da. Đúng rồi. Nhưng nếu mà mình hấp lên thì nhiều khi cái đường nó nổ quá hả ba? Nó nổ ra cái bánh mình nó bị sần sùi. Nó không có được ngon. Trứng vịt này cũng khá là bự. Trứng nhỏ li ti thì mình sử dụng 6 trứng đi cả nhà cho nó ngon. Ủa 5 trứng rồi hả? Cứ ngồi cứ đam mê đập hoài. Cây căn này là chị Trang tặng cho Tiền lâu lắm rồi đó cả nhà. Lần là cái căn này là chị Trang đó, điện tử nè, căn nó rất là chính xác luôn. Ở đây thì sẽ căn là 250g tiếp tục. Làm đổ vô đây luôn. Cho thêm xí muối. Đây cái bột của em ba đánh nè. Như vậy là nó mịn lắm luôn đó nha. Rồi bây giờ thì
Thím Ba đánh gần nhuyễn đường rồi, giờ tiền sẽ cho thêm cái phần bột men nổi nha cả nhà, bột men nở. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là một trứng là một muỗng nha, cái này 5 trứng thì tiền sẽ cho 5 muỗng bột men nở vô. 3 4 5, đây là cái muỗng ăn canh nè, muỗng ăn canh mình sẽ cho 5 muỗng ăn canh nước nha. 1 2 3 4 5, dầu ăn mình cũng sẽ cho 5 muỗng dầu ăn luôn. 2 3 4 5, hai bà cháu la làng nữa rồi. Tụi bác Năm được chưa? Con thấy nó cũng gáo á, còn nước không? Dạ. Thơm chưa em Ba? Nhuyễn chưa? Thơm mùi nhân hả? Thôi thơm quá à. Nó ra cái mùi nhân dừa nực nồng luôn. Rồi cô Thím Ba thì cũng đã được rồi. Giờ cho Thím Ba đánh thêm tiếp theo. Nó mịn như thế này nha là được. Giờ tiền sẽ cho bột mì vô. Bột mì vô thì mình khuấy nha, mình khuấy khi nào mà mình cảm thấy cái bột của mình nó dẻo, nó quấn cục lại thì được. Khi nào mà nó cảm thấy nó hết dính tay thì mình lấy tay mình nhồi nha. Giờ trước tiên mình sẽ khuấy cho nó đều trước. Cái này là tùy theo cái lượng bột cả nhà, chứ không biết đường, bột cũ, bột mới nữa. Mình cảm thấy nó vừa cái tay của mình là được. Từ đó giờ heo tiền làm là có nửa ký bột gạ, bột mì vậy đó cả nhà. Mình cứ nhồi nhồi hoài nè. Cảm thấy nó hết dính tay thì mình nhồi tiếp. Bột này thì mình cũng không có cần nhồi quá nhiều. Nó không dính tay là được. Cái này hồi mình căng đi ha bác Năm. Mình căng bột đi rồi mình cán. Cái này là tiền cho là nửa ký nè, với lại nãy thêm nãy chắc khoảng 100 gram, nó là 600 gram rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn dẻo nha, vẫn còn dính tay. Còn cứ còn dính tay thì mình cứ cho vô thêm. Mở ra đám cưới của con Điền làm đi Thím Ba. Tới đám cưới con Điền con lãnh làm bánh cho. Nó dính tay mới được ơi, còn dính. Nó còn hơi dính nè. Nhưng mà mùa hồi mình cán mình phải cho bột lên thêm nữa, cho nên là cũng vừa thôi. Này đứng lên nhìn công lực mới được. Vậy là được rồi đó.
Giờ trước tiên thì Tiền sẽ cán trước một miếng coi như thế nào cả nhà. Bự không phải ba cho bột, bự không phải ba. Khía là 50 gram hả? Ừ, đâu lại cục đó lên. Ừ, lớn đó. Nó dễ đi. Này 50 gram này cả nhà. Để lên cán. Ồ, nãy Tiền quên tha cái ống cán. Xong rồi cho miếng bột lên trên đây. Không, im rồi nè em bé ơi. Cho nó vừa vừa thôi chứ nó không dày quá đúng không? Cái bụng sao? Cắt thì cho dày dày. Bụng cũng mỏng. Cái cắt cho dày dày nó đẹp. Không? Vậy là mình cắt và mình chừa cái tròn trên lại. Mua khè hay đó. Này là con bự hay con nhỏ? Vậy nè. Xong cái đầu. Bự lắm đó. Tiền sẽ cho nhân vô. Nó dài không hiếm ba? Vậy đó không? Ừ, để vậy dài. Đây. Mình sẽ cán tiếp tục. Được con này nè cả nhà, nhưng mà sao nó hơi sụn, chắc cái bột của mình nó hơi bị ấy. Nó hơi mềm. Thế ba nói là cán cho nó nằm bên hả em ba? Làm bên hông phải không? Cho nó nằm bên hông phải không? Cái mình úp nó qua. Úp nó qua vậy đó. Ừ, vậy đó, dễ hơn không? Ừ. Cho tròn vậy được ha. Ừ. Cho có cái đầu không? Có cái cuốn chứ. Cái cuốn lên cho nó dĩ phồng. Có cái cuốn nhọn nhọn giống cái cuốn rồi. Thấy gì xin lá mình để vô. Rồi để đại đi chút, khi nào mình hấp thì mình sẽ để lên mình cắt nha cả nhà. Không mà cái này nó cũng sựng nè, hết bác Năm ha. Có cái đuôi á, cái đuôi nó không được sựng. Miếng dán vậy bự không ta? À, nó bự ha. Cũng đại chứ nữa, chỉ cắt làm mấy? Cắt làm ba. Cắt ba vừa thôi. Làm bánh sầu riêng thì không có tốn hộp tiêu. Được không? Dám chắc sầu riêng không? Cho nó nhọn nhọn đi ha. Gì đâu mấy Năm, nhọn nhọn gì được không? Ừ. Rồi bây giờ thì Tiền với lại bác Năm hai người sẽ cùng nhau mà ấy đúng không cả nhà, cùng nhau cán, người nào tự người nào cán người đó tốt luôn. Đó. Vậy đó. Mình cho cái bụng nó bự không mấy ba? Bụng bự thương cho con nhân nhiều quá. Vậy ta ha. Thử đi, coi nó được chưa. Được được, mấy con, hai con phải không? Hai con. Đầu trời cánh con nhím mà đâu mà kêu hai con. Sau khi hai trái. Đúng rồi. Cho coi nó lửa, coi nó được chưa. Cái này kiếm cái cây chắc cần tròn tròn. Mình canh đi, mình canh cho nó nướng thử cho lửa nó đều. Thôi nó lửa nó đều không? Đều trên, đều dưới. Cái lửa trên, lửa trên cho nó ít thôi em ba. Cán xong đi cái hồi cái ăn cắt. Chừng nào mình đưa vô mình nướng đó. Mình nhắm chừng hay căng? Nhắm chừng đi. Chừng. Dạ nắm chừng đi khoảng chừng. Nhiêu đây nè, được rồi. Thì với bác Năm hai người cùng bắt đi. Cho nó mau quá, nào người đó tự làm. Lát mình đánh cái trứng đừng mà để vô đánh. Dạ. Quét con nhím. Ô con nhím hoài ta. Trái sầu riêng. Trái sầu riêng. Nhím hoài. Giống nhiều tiện. Hai con. Thím ba mới sửa con mà thím ba bị dính nữa rồi đó.
Trái sầu riêng cho nít nó bự đi, cái đầu nó nhọn, cái cuốn nó nhọn. No, là muối nó mới nhiều nha. Nó tròn phải không? Nó mới tròn, muối nó mới có muối ta ăn. Muối lép không ta chơi. Sầu riêng trồng muối lép. Nghĩ căng à, nhắm đi. Tại vì mình có hai tay à. Tay bự tay nhỏ đâu biết đường đâu nói. Nhà hà tiện cái gì thấy nó nhỏ hơn cái nãy. Kìa thấy cái bự ta không? Cô con hai cái này nhà bự không? Hơi nhỏ. Hơi nhỏ hả? Căng đi. Mệt ghê á. Nhắm không? Giờ mình để mình căng cả nhà để bà ba chơi nhỏ bự hoài. À, cho nó không đều. Này có 39 gram rồi. Giang thấy chưa? Giang tới. Đây. 47. 50 gram. Cho cái chở đồng đều để phân bì ha ba. Có mô phạt. Được không bác Năm? Gì chạy tào lao vậy cha. Rồi. 50 gram. Cầm 10 trái đi cho là để đó. Quay lại ta làm. Giờ tại ai làm cái đó khăn đi. Cho trái bự luôn nè bà ba ơi. Sầu riêng này là đủ muối luôn nè. Ồ hết à, để ba. Bác Năm. Chạy đi. Nè cho cái cuốn nó bự bự ra. Cái phần dưới nó, cái phần dưới nó không quan trọng như cả nhà, quan trọng là cái phần trên nó láng là được. Hai trái này nó hơi nhỏ. Cái này mình cho bột áo nè, bột áo nó vậy vậy cũng được. Cho ông muỗng đi. Mình khớp nó lại. Thứ ba thì đang chỉnh, còn thứ ba còn chỉnh lửa thứ ba đó nha. Rồi bác Năm. Bác Năm để như ít hơn con nè. Muỗng đi. Muỗng đi. Muỗng đi. Thiếu thì mình mua nhân mình làm thêm. Ôi ôi nó ngon kìa bác Năm ơi, kêu kìa bác Năm. Ồ ngon quá ha. Hết sức nó ngon rồi. Đẹp không? Đẹp đẹp. Có lửa đít nữa là ok đó. Hết sức nó thơm rồi. Thơm được nọng luôn á bác Năm. Ngon ha. Lửa đít lên chút nữa. Hấp thang nó ngon hơn. Cái này mình quét lên cái mình nướng lại cái. Cắt đi. Cắt bơ. Cái đó vậy là hiếm ba cho hai hai. Năm trái đi. Hai hai lọ đếm ba. Năm trái đi. Ờ. Cắt năm trái đi nướng trước đi rồi tới lọ bên kia. Cắt thưa thưa gai chứ. Sao tôi làm không không có đẹp rồi. Gai thưa rồi. Cái ai thưa quèo. Ta gấp thấm hàng thôi chị làm gì ngay hàng á nó đẹp. Ngay hàng hả? Ừ. Này giống đưa giống quá. Cái này nó hơi sụ rồi. Đi hai nửa chấm mà chị hai bà thợ ơi. Nè.
cái này không đoạn nhắc nó cũng lâu nữa. Đưa 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 nhưng mà nó không gì. Nó sừng lên nó. Gai nó không. Sụ. Mấy cái gai này hồi nãy nó đâu có ấy đâu quý ba. Nó cũng sụ chứ bộ mà nó sụ tự nó sụ lên kìa cô ơi. Thấy bác Năm. Tôi hấp xấu quá. Gai nhắc xấu quá. Vậy bác Năm cán đi con nhắc cho. Gai nâu. Cái sụp gì cũng bị nâu. Họ ba nhắc coi. Nhắc đi. Sợ nguyên lép. Sợ nguyên lép. Bởi cái gai nó không có đẹp. Nè. Tôi sắp còn giữ nó kìa. Tôi hết còn giữ nó kìa. Được không? Nó cho vô đi, cho cái lọ bên kia luôn. Lọ bên kia mặt trên nó hơi yếu khan hay gì đó. Yếu đâu, mặt trên ta vàng nó yếu. Cái gì? Cái lọ bên đây nè. Lọ trên đây để than vô luôn được. Hớp đi. Chưa hớp đủ hết trơn. Đang hớp. Thơm quá cả nhà ơi, bánh rất là ngon nha. Công thức này thì làm nó sẽ mềm cái bánh. Cho cái nắp bánh năm thôi. Nói chung là cái kia nó bị hư rồi cả nhà cho nên sử dụng cái nắp nha. Nó bị xét. Ôi. Nhắc mình sẵn mình đá nó lên luôn. Họ mình đếm thử coi 5 cái trứng là mình sẽ làm được bao nhiêu cái bánh. Họ tự động nó cũng sần lên à. Rất thưa quá. Nghe nào. Rất thưa quá. Ừ. Cho cái cao nó không nhảy nè. Bấm nút này. Bấm nó nhảy. Đó. Từ từ. Đó. Nó ngồi cái nó mệt nên nó nghỉ. Nó tự nó động nó tắt. Nó. Thay vì mình làm bánh nhím thì nó cũng giống như tựa như cái này nè cả nhà, nhưng mà có một cái cả nhà biết sao, mất gắn hai hộp tiêu mà người ta ăn thì người ta cũng đâu có ăn hộp tiêu đó đâu, người ta cũng bỏ, cho nên là làm bánh sầu riêng hết còn xấu dữ. Trời ơi bà ba hết còn xấu nữa, xấu dài quá. Dài quá, nó dài quá, nó sụn xuống. Trời ơi. Gai sầu riêng non nó chưa có sừng lên. Ừ, còn hơi non. Một cái nó đang để nướng luôn. Dạ. Rồi xong bà ba ơi. Mấy cái này thì từ từ đi cả nhà, từ mình thấy. Cho hai bên dành nó mỏng cái như cái lưng của nó dày thì bắt năm. Đặn mình cắt nó không bị lộ nhân. Cái bánh của mình nó gờ vô á. Nó rất là mềm mại nha. Vậy là khi nữa là nó sẽ mềm. Nó sẽ mềm. Nó sẽ mềm. Bây giờ thì mình cứ nướng hết tất cả mọi cái con này đi rồi đầu quay ngang cái chừng nữa cái xong xuôi bắt đầu mình hong trứng lại cái nữa là rồi đấy ba. Ha. Cho nó mau. Không chứ hồi lúc mới lấy ra rồi mình quét vô liền. Quét vô liền nó không, không. Nó bị nổ trứng. Vậy hả? Nó bị nổ trứng cho nên là bác Năm để cho nó nguội đi, bác Năm không quét trứng lên. Là nó mịn. Rồi mình hong lại luôn là được đó. Rồi. Đây chuyện qua đây cho con để nữa con ấy. Mình chỉnh lại cho, chỉnh cái đuôi. Cho nó có cái cuốn nè.
Nãy giờ mình quên đếm thử coi mình được nhiêu cái vậy ha. Nó có đếm. Hôm nay bự con à, 10 cái à. 10 trái, đó là 2, 12 rồi đó. Cũng được. Được 3, 40 ha. Chắc cỡ đó không biết. Thơm lắm anh. Ừ. Nướng than nó thơm không? Nướng than nó ngon ha. Cái màu than nó cũng ngon. Nên cho mấy người làm bánh. Cũng nóng chết luôn chứ không nóng đâu. Nóng chứ dở bánh thôi chứ. Còn này nóng chứ mà ba có gõ cái lửa đích thử cái nào chưa? Cái nãy đích nó hơi yếu, mới chậm lên. Vậy phải không? Cho nó đẹp lên. Cho nó vàng thì là đẹp. Ừ. Vàng thì là đẹp. Ok. Thử lửa đích. Đúng rồi đó. Đó. Nóng quá. Lửa đích cũng được luôn rồi đó. Ừ. Chút xíu là được rồi đó. Thêm thêm tí đi. Chút thêm tí lửa đích đi. Cái này nó không ơi. Ồ. Không, nó tự đưa gai lên kìa hết bác Năm. Ừ. Nãy mình dắt nó sụ sụ dắt này nó chín nó sụn gai lên. Sầu riêng là phải nhiều gai đúng không? Đang nhấp được ba trái à. Mô Phật. Cái này là mất nướng nó mới chín. Sầu riêng nướng thơm đúng không cả nhà? Ăn sầu riêng nướng chưa? Chưa. Đi, đây cho mất cho ăn sầu riêng nướng. Đây, một hồi mình ăn. Một hồi mình sẽ ăn sầu riêng nướng. Sầu riêng nướng là hết chảy. Này bà Năm hà tiện giấy này nha. Thấy nó bự quá, thấy bị nhắc lại. Hai trái nữa. Từ từ. Đây là nhấp không kịp luôn rồi. Nướng hai là ơ là bắt đầu cho là nhấp. Gọi bác Năm cũng căng cũng làm lẹ luôn đi. Con một mình là giờ là một mình con là nhiệm vụ nhấp đó. Con không biết đó. Con bỏ bác Năm mình. Nó ngưng rồi. Bấm lại. Bấm lại. Nó được rồi đó. Ừ. 60 rồi chi. Để con đang thiết kế coi coi cái nào con nhấp cái nào mình để cho nó sững nhất. Nhấp cái gai dài được không Hiếm Ba? Được, nếu nhấp gì nhấp. Cái nhìn cái gai nó dài nó giống trái sầu riêng không? Giống, sầu riêng nó trúng gai nó bự. Gai nó bự phải không? Gai nó bự nó nở nhiều là nó mau chín. Đây, được không? Đây. Cái này giống mua gì? Phải giống giá sầu riêng không? Giống. Riêng của tiền nhà tiền làm. Sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái cái gai nó vậy đó không? Dài. Cái đó là cũng quan trọng lắm. Không, nhấp hả? Không, con nhấp rồi. Bác Năm tự xử đi. Con bỏ bác Năm rồi. Làm không kịp rồi. Không kịp, bà ba mới nướng quá. Ừ. Bà nướng quá nướng rồi. Quá nướng rồi. Nắp này sao không bị nó cao quá nè. Ồ, vàng rồi đó. Ủa, cái này phải có một người cán bột, một người nhấp ha. Rồi một người vô nhân. Nhấp đi, nhấp chưa nha. Đang nhấp, đừng hôi. Bữa nay bà ba làm quá dữ rồi, cô ơi. Lên hai lò luôn đó.
Cho hai bà thử có chín không. Họ ăn họ sống nhăn nha. Thử coi làm gì lia lịa à. Tấm kính giờ nè, thấy ghê như chưa? Ồ đẹp không? Đó, vàng thật luôn. Thấy chưa? Thấy cái miếng khéo chưa, trên vàng chứ vàng, chứ không có khét. Chưa, chưa khét. Ừ. Đẹp ok. Đó, luôn. Nát mình đánh cái trứng mình quết lên cái nữa là đẹp. Màu ok. Bây giờ nóng. Bác hai bác chỉ là cắt là phải để cái kéo nó nằm xuống. Nằm lên nó mới dài. Hồi nãy tao nằm dữ không? Hơi thưa nè, hơi thưa nè. Heo sọc nè, heo sọc nè, nè nè. Đây nè. Làm bốn đường á. Bốn đường hả? Ừ, có tiền làm bốn đường lắm. Của con không, con làm mấy bái vậy á. Bốn đường nè. Nhưng mà của con là sẽ đánh như là đánh đánh sọc kẻ. Sọc kẻ. Nó mới giống. Cái con này hai cái con này để dành riêng đi để cho ông Năm Sang không ăn. Con Năm là trứng trái hả mày? Ủa vậy hả? Con tưởng nó đủ rồi. Nó có 2 3 trái à, chị 5 trái nó mới 4 trái. Mấy trái? 5 trái hả? Dạ 5 trái, con đây 1 trái nó đủ rồi. Nè bác Năm. Đó. Cái này phải họ phải đánh bột thêm cái này để ngưng không có lửa có bát à. Sáu mươi rồi. Nói chung con nào cũng căng hết đấy cả nhà. Cho đều. Quét sơ sơ lên lớp trên được ha ba ha. Sơ cho cái màu đẹp lên. Vậy được chưa? Được. Dạ được không được gì cũng phải được. Biết cái nào đi là nước này nó út xịn một chút. Út xịn xịn xịn. Hãy tìm cầm trên tay mà quét đi. Cho nó đều thấm đều hơn. Không mà cũng đẹp lắm chứ bộ ha. Ừ. Trái sầu riêng này nó dè vừa chín tới thôi chứ nó không có chín dữ quá nha cả nhà. Chín quá bán không kịp. Chín quá bán không kịp. Cái này trái này là trái gì chứ không phải trái sầu riêng. Cái trái gì mà nó bè nè. Cái này trái kia chứ lẽ tròn không. Cái phải có trái lép nữa đúng không? Trái tròn. Này là tự giờ là mình làm hết một mẻ rồi đó. Bây giờ bác Năm tiếp tục cán bột cả nhà. Trong thời gian mà bác Năm làm cán bột thêm á thì Tiền với lại Hiếm Ba sẽ quét trứng xong rồi đó hâm hông lại nha. Hông mấy cái bánh này lại nè để cho nó chín cái phần trứng ở trên lớp mặt. Ở cái này con bự con nhỏ bác Năm ha. Ừ, làm không đều. Mình làm nhưng mình để vô không đều. Cái này nhân á mình cứ cho một muỗng đi bác Năm, muỗng lưng lưng đó. Lên cơ. Cái bánh của mình nó bóng lưỡng rồi cả nhà. Mình lấy số lượng trứng cũng ít thôi, đừng nhiều, nhiều quá nó chùm bẹp. Là nó có đủ chưa, có hông lại mà có đủ độ vàng của nó nè. Mình cứ chay chay ra. Nó thơm. Lại phần cái trứng quét lên trên lớp mặt không nữa nó cũng thơm nữa hiếm ba. Ủa trái này bé với ăn vàng chứ. Cậy đi chứ không ai phân bì đâu. Căng bột mà không căng nhân cũng như không mà. Vậy như nở tự bung lên. Có cái ông này nãy của bác Năm hay ai của ba nhấp. Ba nhấp của ba đó. Nhấp về sọc của ba nhấp. Về sọc của sụn.
Cái nào xấu đổ thừa đến ba. Cái nào đẹp là con với bác Năm. Bớt lửa mặt ra. Lửa mặt nó nóng lắm. Nóng quá nóng. Nướng bánh nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhiều người á, người ta nói á, là quét cái trứng này lên xong rồi để gì luôn ăn luôn đúng không Nam? Biết chứ không, hồi nó nóng nó khô lại ăn nó béo. Thì đúng rồi. Nó béo ngậy luôn. Một lần bà làm gì đó. Bà dạ. Là đem cái bánh trứng có còn nóng đó, là quét. Quét là để gì đó là tự nó chín. Có cái lo đó. Nãy ba, cho vô sợi luôn đi. Sợi bự. Rồi ba cái ấy rồi. Cái này nó chóc, tự nó chóc. Nó chín lên tự. Rồi đâm a trái rồi đó. Đủ không? Đủ rồi đâm trái rồi. Thế thì nó mới đi. Cái nội bên kia được chưa nghe? Được luôn rồi, được luôn rồi. Để biết chi không? Để nó ấy đó. Để thì vô lấy kia ra. Rồi. Ở đây thì tiền đánh thêm mẻ trứng nữa nha cả nhà. Nói chung là làm bánh là nó hơi bị bừa bộn. Chỗ này mất kìa. Cái này nó lỏng. Sao tại vì cái cây nó lỏng. Nó nghiêng nghiêng quá. Không, vĩnh phải bỏ mới được. Bên ba bên hai sao đều. Vị ngon đó. Đậm luôn. Đẹp lắm em. Ngon luôn. Đẹp ha. Không lại đẹp ghê không? Quá chín. Chín quá xinh quá. Bữa nay bắt đầu dịch chúng tôi chúng ta lấy nha. Để không lâu lâu đi. Chín thơm hút rồi. Vàng ươm. Rồi từ nãy giờ là Tiền với lại bác Năm thím ba thì đã làm được 4 mẻ cả nhà. Mẻ này là mẻ cuối cùng, là mẻ thứ tư nha. Giờ thì sẽ hấp lai gai, từ nãy giờ thì cũng xong hết nguyên một sề bánh nó. Nguyên một sề luôn. Cái này của ba xong rồi này nha. Trái sầu riêng này là bị nướng nha cả nhà, nướng bị cháy gay. Là quên nó mới quá đậm màu. Cửa thêm ba rồi này nha. Giờ là thêm ba vừa làm mà vừa để trứng lên quét xong rồi hấp lại luôn nha cả nhà ơi.
Dạ, con nhấp thấy đại luôn rồi đó. Nhấp một hồi nó cũng ra bánh sầu riêng à. Cái nào dai bự thì ra sầu riêng trứng, cái kia này ra bánh. Sầu riêng nó bị ngằn tàn hả? Cái này đâu mua sầu riêng nè cả nhà. Cái này là có sầu riêng rồi. Càng ngại bánh mình càng bự. Giờ này mình giàu rồi, mình giàu nhân rồi. Xong rồi nửa cái ăn thử đi. Con sẽ khui hàng ra trước cho. Cái nào xấu xí, nãy thấy ba cắt mấy con xấu không có tiêu rồi. Bác Năm, chuyện qua bác Năm. Nước đẹp quá đem giấu rồi. Bây giờ là cái tỏi nướng khét cho nên là sẽ cho ăn khét. Không nhưng mà đẹp mà, đâu có khét đâu. Ăn bánh khét thơm. Không, không, không có khét đâu bác Năm ha. Ngon mà. Con này đẹp nè. Đây mình sẽ bẻ ra mỗi người nửa cái ăn thử nha. Nè. Đó. Xích xác, xích xác. Bác Năm, ăn thử đi bác Năm ơi. Người nửa cái đi. Ăn thử cái bánh mình làm ngon không. Đó. Mời cả nhà ăn bánh. Này thì Tiền với caramel nha, người nửa cái. Rồi Tiền mời cả nhà, mời cô Phượng luôn nha. Chứ Tiền mình ăn mình thử trước nha cả nhà. Giòn. Cái nhân rất là thơm luôn. Cái nhân rất thơm. Dạ giòn. Sao bác Năm? Ổn áp không bác Năm? Được. Ngon. Thơm. Béo. Ngon quá. Đẹp chưa? Mày đi đi, ngồi cái đậm nó lấy ra. Cái đó bao ấy gọi phải không? Rồi. Ngon á, đẹp á. Ừ. Cái này còn được mấy cái nè. Này cũng cả chục cái. Kìa, em ba lấy ra luôn rồi kìa. Khá là ngon luôn cả nhà. Thì hôm nay thì Tiền được cô Phượng đặt nguyên một cái sợi bánh luôn rồi cả nhà, tầm khoảng 100 cái nha, để cô gửi tặng cho bà con mình ăn lấy hảo cả nhà ơi. Giờ thì Tiền cũng cảm ơn cô nha, cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye.